Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay Cần Câu về rất là nhiều. Đây, đang tổ chức soạn cần rồi để quay bán cho mọi người đây. Đang soạn thì sực nhớ ra là quay một đoạn video Tết trước để báo cho mọi người là ngày mai là mình lên video nha mọi người. Ngày mai 9 giờ sáng như thường lệ thôi, 9 giờ sáng hàng ngày là mình sẽ lên video. Đấy. À, cần rất là nhiều, đang soạn. À. Đây mọi người. Đây. Đấy. Mọi người nhớ là đấy như những đợt trước thôi là 9 giờ sáng mỗi ngày mình sẽ lên video cần câu, thì mỗi video thì có thể là mình soạn ra được khoảng cỡ vài chục cây, cỡ khoảng 20 cây đấy, để cho mọi người lựa chọn. Những anh em nào đam mê câu cái cả máy câu cái đồ nữa nha mọi người đấy. Lướt qua cho mọi người thấy không đấy. To nhỏ carbon cần khuyết cần lua liếc gì mình thấy có tất tật à. Ngày mai vào lúc 9 giờ sáng video sẽ lên nha mọi người. Rao như là rao rạp xiết luôn. Đấy. Nhắc nhở mọi người biết, mọi người coi video, mai coi video không bỏ lỡ. Đấy. Lua lít gì đây. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào 9 giờ sáng ngày mai. Định làm cái video 5 phút mà đi nhanh quá, được 3 phút thì dừng rồi, thôi thế được rồi nha mọi người.